Chào các bạn đã quay trở lại kênh tin tức hàng ngày. Trước khi vào video của ngày hôm nay, chúc các bạn một ngày mới thật nhiều vui tươi và hạnh phúc. Nào, chúng ta hãy cùng theo dõi video của ngày hôm nay nhé. Khi Thanh Thanh Hiền và Chế Phong đến với nhau vào năm 2015, họ đều đã trải qua đổ vỡ. Nữ ca sĩ từng kết hôn với nghệ sĩ đàn bầu Hoàng Anh Tú và có hai con gái. Chế Phong có ba người con riêng với hai người vợ trước, anh kém Thanh Thanh Hiền 4 tuổi. Nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền có hai cuộc hôn nhân đầy sóng gió và trắc trở. Mới đây chị quyết định tiết lộ sự thật, nguyên nhân đổ vỡ với người chồng trẻ kém tuổi. Nói về lý do chia tay sau 7 năm chung sống, nữ nghệ sĩ 51 tuổi tiết lộ. Bây giờ tôi sẽ nói rõ cho bạn hiểu, về phong cách, tính cách, tư chất, anh ấy vẫn vậy. Cái thay đổi duy nhất của Chế Phong là thay lòng đổi dạ. Chính nguyên nhân này nên Thanh Thanh Hiền mới đau khổ và nghẹn ngào khi trò chuyện với phóng viên. Chị xót xa nói, riêng với cá nhân tôi, đổ vỡ ở cuộc hôn nhân thứ hai là một điều khủng khiếp. Vì nó xảy đến vào lúc mà tôi rất tin tưởng vào sự bền vững và không còn một ý niệm nào về việc chia ly nữa. Những chia sẻ của Thanh Thanh Hiền đã gây sốt suốt đêm qua và cho đến tận hôm nay, đây là lần đầu tiên chị mới thẳng thắn trải lòng. Chính thông tin này đã khiến khán giả càng tò mò về cuộc hôn nhân của chị và chân dung người chồng đã thay lòng đổi dạ. Được biết Thanh Thanh Hiền lên xe hoa với nam ca sĩ Chế Phong vào năm 2015. Đám cưới của chị và con trai út danh ca Chí Linh diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Trải qua một cuộc hôn nhân, nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Thanh Hiền mặc áo cưới. Cặp đôi nảy sinh tình cảm cách đây vài năm, tuy nhiên cả hai đều rất kín tiếng về mối quan hệ. Về thân thế chồng trẻ kém tuổi của Thanh Thanh Hiền, ca sĩ Chế Phong, sinh năm 1973. Trước khi đến với Thanh Thanh Hiền, anh từng hai lần đổ vỡ và có ba người con. Người con lớn của Chế Phong khoảng 19 tuổi, còn con út khoảng 3 tuổi. Mối quan hệ của cả hai được Chế Linh ủng hộ. Chính ông đã chia sẻ, ông không hề bận lòng về việc Thanh Thanh Hiền lớn tuổi hơn con trai, cũng như cô đã từng một lần đò. Chuyện nữ ca sĩ đã có con cũng chẳng khiến ông cảm thấy phân vân. Chế Phong đã lớn và anh đã đủ nhận thức về cuộc sống của mình. Mặc dù là con trai của một danh ca và cũng là một ca sĩ có tên tuổi trong làng âm nhạc, thế nhưng Chế Phong rất ít xuất hiện trên các mặt báo. Vì vậy thông tin về anh rất ít. Theo danh ca Chế Linh nhận xét, Chế Phong là con út của ông và là một người con hiền lành, sống hòa đồng với anh em trong gia đình. Cũng như bố, Chế Phong theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Anh được những người trong nghề đánh giá là người có giọng hát hay, ngọt ngào. Có thể nói trong tất cả những người con của Chế Linh thì Chế Phong là người có giọng hát, phong cách biểu diễn giống bố nhất và cũng là ca sĩ thành công nhất trong gia đình sau Chế Linh. Được biết Chế Phong thành công ở thị trường hải ngoại nhiều hơn ở trong nước. Hiện tại Chế Phong là một trong những ca sĩ của Trung tâm Văn Sơn, nhưng trước khi qua Mỹ, anh từng là ca sĩ độc quyền của Trung tâm băng đĩa nhạc Trạng Đông. Ngoài giọng hát hay, Chế Phong là người sống tình cảm. Điều đó được minh chứng trong cuộc sống khi còn hôn nhân của Chế Phong và Thanh Thanh Hiền. Dù lười hát nhưng Chế Phong lại chăm chút vợ rất kỹ, chuẩn bị tỉ mẩn từng bộ trang phục biểu diễn của vợ, đi theo chăm sóc Thanh Thanh Hiền trong mỗi show diễn. Cách đây một năm khi tâm sự về điều này, Thanh Thanh Hiền nói, có người chồng chăm mình thế cũng được, nhưng nếu vừa chăm chút vợ vừa hát thì hay hơn. Khi anh Phong hát, tôi cũng là một thính giả thích nghe, nghe một cách say đắm. Ngay cả việc chăm sóc con riêng của vợ, Chế Phong cũng không nề hà. Chính Thanh Thanh Hiền tiết lộ, qua những gì mà tôi nhìn thấy ở cách anh Chế Phong chăm sóc các con thì quả thực đó là điều mà tôi không mong gì hơn. Thậm chí nhiều khi anh còn quan tâm tới chúng hơi quá. Tuy nhiên sau 5 năm chung sống cuối cùng, Thanh Thanh Hiền vẫn cay đắng chấp nhận sự thật chồng thay lòng đổi dạ. Hiện tại Thanh Thanh Hiền lên tiếng, nhưng Chế Phong vẫn chưa có bất cứ phản hồi nào.